Dạ vâng, em Dư chào cả nhà ngày mới nha. Hôm nay về được một vài con Casio có siêu phẩm Citizen Pro Master. Đầu tiên sẽ là một em thuộc dạng đồng hồ thể thao. Cái form dáng của nó là để nha. Đặc biệt nha, con này là cả nhà để cái viền của nó. Đây là cái viền dạng gợn sóng. Nó sẽ có cái niềng băm ở vòng ngoài và cái niềng ở trên cái vành này, nó sẽ thiết kế cái dạng gợn sóng. Lần đầu tiên mà em Dư gặp cái dạng mà viền gợn sóng như vậy luôn. Tại vì xưa giờ như mấy anh em chơi đồng hồ thì cũng biết rồi, hoặc là niềng xoay, dạng niềng băm, hoặc là niềng trơn. Chứ con này cái viền đó mình nó thiết kế cực kỳ là hay luôn. Thực ra làm mấy cái này nó mới khó rồi cả nhà, chứ còn mà niềng trơn hay là cái niềm mà nó cái đây nè, mấy thép này chỉ việc khí vô là xong á, chứ còn mình làm á gợn sóng mà nó mịn như vậy nè, nó mới khó nè. Cái đây mới là đáng tiền ở cái chỗ đó đó. Ai vẫn là một cái bộ máy 3 cốt 6 kim 1 lịch. Như vậy cây kim dài này nó sẽ là cây kim dây của bộ thể thao. Đây sẽ là cây kim phúc. Dạ quen không ta? Có dạ quang bộ kim đó nha, kim giờ kim phút nè, và mấy cây kim nhỏ có dạ quang. Còn cái cọc số á, thì nó không có phủ cái lớp dạ quang. Anh em nếu mà mình quan sát kỹ thì mình sẽ thấy có sự khác nhau. Ở kim giờ kim phút nè, nó sẽ có phủ một cái lớp dạ quang nè. Còn cái đây là giờ gần như là nó trơn hết luôn. Cho nên là bộ cọc số sẽ không có dạ quang nha. Bộ dây thép đúc hạt gạo dạng xiên xiên, giống như cái anh chàng mà Guinness Barry đó, F1 Timer. Rất có thể đây là một cái đường đua, một cái hãng chuyên đua xe, và cái thiết kế cái mặt nó cũng dạng kiểu như vậy. Nụ bấm nó vét tròn rồi, để cho dây dài nha. Cái mặt rất là chất lượng. Con này kích thước của nó sẽ là 42.5, là tính cả viền thôi cả nhà. Nếu mà tính tới cái niềng băm như vậy nè là 42.5, còn nếu tính cả cái sườn hai bên sẽ là 44, chưa tính nụ á, và chiều dọc tính cả hai càng con này nó sẽ là cỡ 52.5. hôm em đo sai rồi, nếu mà chuẩn luôn thì con này dọc tính cả hai càng cỡ khoảng 49 thôi. Ban đầu là em tính tới cái chỗ đây, nhưng mà thực tế cái mẫu này cái sườn, cái viền, cái càng nó tới đây là nó đã bò xuống rồi, cho nên là em sẽ tính hai cái tới đây thôi. Nhưng mà nói chung cũng chẳng chơi nhau bao nhiêu đâu. Với những anh chàng mà có cổ tay có chừng 17 rồi vậy á, đeo đồng hồ rất là dễ. Sự xê dịch 1-2 ly nó chỉ có tác dụng cho những người mà tay quá nhỏ. Chứ còn mà thường thì những cái đồng hồ mà kích thước 42-43 như vậy, những anh mà tay 16 năm, nói chung là mấy anh tay nhỏ nhìn vô cái là dội liền. Chỉ có dân chơi nhiều đồng hồ rồi, rành rồi, thì mới quan trọng cái kích thước chiều dọc. Và nhiều khi là mấy anh gọi là dân chơi rồi đó, thấy thích, giá tốt, độ mới cao, máy tính năng ok hết là mấy anh chốt rồi. Chốt về làm sao? Ngắm, trưng bày. Hoặc là làm sao? Mấy anh á, và tháo sợi dây đây, lắp những cái sợi dây mà đeo vừa đó là mấy anh chơi thôi. Dây cũng còn rất là dài cả nhà ơi, để em coi nữa coi. Rồi dây tay 18.5 thoải mái nha. Thép đúc nguyên chiếc, độ mới cũng khá là cao, mặt thiết kế ấn tượng. Niềng gợn sóng, con này là 900 như 950
mã 37 950, giá siêu rẻ cho những cái con dần, những cái dòng này chưa tới 1 triệu là giá cực kỳ tốt rồi cả nhà. Hôm nay em về lại một con gờ sóc mà phiên bản đèn xanh. Đèn xanh nè. Hai đèn có auto light luôn. Ai cả nhà để ý ở đây có một cái dấu, có một cái ký tự á, thì cái ký tự này chính là auto light. Thì đây mình giữ nguyên cái nút đèn này cỡ chừng vài giây, nó tắt nè, mở lại nó sẽ bật lên. Cái này ban ngày sáng quá thì chắc nó có tác dụng hết rồi cả nhà. Nói chung là hên xui, nhưng mà cái đầu tiên dơ lên là nó có tác dụng đó. Ở đây mình sẽ có một cái ô hiển thị các cái tính năng, em lấy ví dụ như là BS có nghĩa là Power Saving, là chế độ tiết kiệm năng lượng khi chúng ta không dùng. Thì hiện tại em Dư đã bật cái tính năng này rồi. Rồi ở đây nó sẽ có báo thức nè, có chrono. Nếu như chúng ta đang sử dụng các tính năng đó thì các cái ô này nó sẽ tự động, nó sẽ có cái dấu để mình nhận biết. Còn cái dấu bên đây nó giống như là dạng cái kim dây vậy đó, nó chạy như vậy nha. Mặt thì đây là những cái vết bẩn thôi, lát nữa em Dư sẽ lau lại cho nó sạch. Bởi vì những cái dòng này á, cái mặt kính của nó được làm ở bên dưới cái bộ vỏ này, cho nên là khả năng chảy xước rất là thấp. Dây thì siêu dài rồi. Đây, dây rất là dài. Giữa các cái mặt dây có cái khoảng hở để nó tăng tuổi thọ của dây. Da băng nè, được lắp ráp tại Thái Lan cả nha. Case in Thái Lan. Mình thấy đa số gờ sóc lắp ráp ở Thái Lan cũng nhiều. Form to, bự, thép đúc nguyên chiếc, dây rất là dài nha. Bao cho mấy anh tay 19 luôn. Con này cũng dễ đeo á, thấy không? Kích thước mà tính cả hai bên sườn chỉ có 44 thôi, tính ra còn nhỏ hơn cái con F1 này nữa nè. Tại vì thường những cái dòng mà Casio G6 á vốn dĩ là nó rất là to. Nhưng mà con này thì nó lại gọn, dễ đeo. Chiều dọc sẽ là cỡ 52.5. Cái đó cũng chỉ là một cái kích thước tham khảo thôi. Cho em thấy thực tế lên tay thì nó khá là dễ đeo nha. Rồi, một con G-Shock thép đúc có auto light đèn xanh 880 cả nha. Con này thì do thì ngoại hình ở ngoài thì nó cũng không có được quá mới, cho nên là giá cũng rất là dễ chơi. Tiếp theo là một em mà như mới nè, Brookiana, một cái thương hiệu của Mỹ, form dáng là Omega. Có dạ quang bộ kim nè, 2.bi góc 12 giờ. Kính của nó sẽ là kính cong. Con này thì siêu mới rồi. Dây khóa nguyên zin hết toàn bộ. Cả nhà có thể mình mua tặng hoặc là mua xài những cái dòng mới này thì cũng rất là yên tâm. Mấy con này mình mua, mình giữ kỹ một chút, mình đeo thì nó sẽ rất là lâu. Chứ còn mà mình đeo, mà đeo mỗi ngày rồi, hoặc là mình đeo cái công việc của mình, công việc nặng, ví dụ như là mình khinh hàng hay là mình đi giao hàng ngoài đường vân vân, thì những cái công việc đó thì mình nên chọn những cái dòng mà dây cao su hoặc là những cái con Casio. Casio thì dành cho mấy anh em lao động đó. Những cái dòng quốc dân, những cái dòng năng lượng đó thì mình mang, mình mang mỗi ngày để mình đi làm việc á, thì nó sẽ phù hợp hơn là những chiếc như vậy. Còn cái dạng này là dành cho mấy anh kiểu công sở nè, nhẹ nhàng thanh lịch, mặt trắng rồi gì dễ đeo. Mình đeo cái này mình phối đồ sơ mi rồi công sở thì rất là phù hợp. Con này là 690 nha, mã 39. Kích thước con này nó sẽ là cỡ 40 và chiều dọc là cỡ 48 thôi.
Các tính năng ok hết nha, cả nhà cứ yên tâm. Hôm nay em về lại con Casio máy tính mà phiên bản là đó, vàng nguyên chiếc, độ mới cũng rất là cao. Những cái dòng này thì nó để nhiều năm rồi, mấy chục năm trời rồi, nhưng mà cái nước vàng của nó vẫn còn giữ được như vậy. Thì là thứ nhất là nước mẹ nó tốt, thứ hai là nó khá là ít xài. Chứ còn mà đa số nhờ những cái đồng hồ thị trường ở ngoài, chỉ cần vài năm thôi, không xài hết nha, bỏ trong tủ rồi nó sẽ tự động nó phai. Đặc biệt là những cái dòng là đồng hồ thời trang vỏ xi si, mẹ Timon rồi đó, chỉ cần mà tiếp xúc với ánh nắng thôi là nhiều khi là nó sẽ bị lên ten luôn, nó rất là kém chất lượng. Còn đây là những cái sản phẩm của hãng, nó mẹ theo tiêu chuẩn của hãng cho nên là nước mẹ nó rất là bền. Một cái con cũng khá là độc lạ, màn hình điện tử nó sẽ hiển thị thời gian và có cả lịch ngày thứ tháng năm luôn, vô cùng tiện lợi cho chúng ta. 8 giờ 10 phút nè, 20 giây ngày 25 tháng 9 năm 2024 thứ tư, với một cái màn hình hiển thị như vậy, mình nhìn vào một cái là mình biết được hết. Casio làm có đèn đó nè. Con này hình như là đèn H, đúng rồi, đèn H màu kem ở phía bên đây. Thành ra là ban ngày thì rất là khó để mình có thể thấy được. Cái đây là mình điều chỉnh ban ngày ban đêm. A chữ A nó có nghĩa là AM á, là ban ngày. Nếu như mà mình để này á thì nó sẽ lên, nó chỉ gọi kiểu 24 tiếng đó nha. Ví dụ như là lên 1 giờ trưa á, thì lúc này nó sẽ là 1 PM. Còn nếu như mình tắt thì nó sẽ hiển thị là 13 giờ. Lúc này là điều chỉnh các tính năng khác nè, lưu danh bạ điện thoại nè. Khi mà chúng ta sử dụng các tính năng khác thì bộ đồng hồ chính của nó vẫn đang chạy ở dưới đây, nó hiển thị ở dưới đây, rất là tiện lợi. Báo thức nè, báo thức 1, báo tiếng nè, báo thức nè, báo tiếng nè. Như vậy ở đây là khi mà mình bật cái đây á, là tới giờ là nó reng á, rồi mình sẽ việc đó, chỉnh thời điểm báo thức này là mình giữ nguyên lúc này thôi. Đây là giờ thể thao. Đây giống như một cái múi giờ thứ hai đó nha, cái múi giờ thứ hai nè. Cả nhà để ý nè, cái múi giờ thứ nhất của chúng ta là nó ô nhỏ dưới này nè. Còn đây là mình có thể chỉnh múi giờ của người thân của mình bên nước ngoài. Như thế là cùng một lúc mình có thể xem được hai múi giờ. Ok chưa? Rồi, mẫu này thì độ mới cũng còn rất là cao, các tính năng ok hết, chuông, đèn, các kiểu. Đó, rất là nhiều các thông số. Form thì cũng vui vui. Cái này cái này mà tặng con cháu mình nó đi học bấm máy tính được luôn á nha. Để em coi ra coi bấm máy tính chỗ nào ta. Chắc phải có một cái tính năng. Hay là đây. Đây nè, đúng rồi, nhân nè. Ủa, không, cái này là lưu danh bạ. Cái mục máy tính chỗ nào ta? Như đây nè, đúng rồi. CL nó là viết tắt của từ calculator, có nghĩa là tính số đó. Đây, rồi nhân nè, ba nè, đã bằng nè, đó, ok chưa? Này đi nhậu tính tiền thì sao mà sai được? Nói chơi, giờ mấy cái tính năng đưa vô điện thoại hết cả nhà ơi. Mình đeo là mình đeo cho vui, với lại là chi? Cái kiểu là mình dân chơi, mình đeo. Ồ, nước vàng mới lắm ha. Rồi, con này 750 nha, mẹ 40. Và đồng hồ cuối cùng đó là con siêu phẩm này nè. Hôm trước em có một chiếc, nhưng mà hôm nay em về lại và sao?
Con này là siêu mới luôn. Con này mà mấy anh mà nhìn cái độ mới của nó là mê liền. Ồ, tại vì gần như là không tì vết luôn. Đó, mình nhìn cái khó này. Hầu hết khi mà mình mua đồng hồ si thì đa số cái khó nó sẽ hơi có những cái sức dăm dăm. Mà con này cái khó nó là như mới luôn. Bộ dây coi như là không tì vết luôn. Đó, mê. Đó, mình sang hàng si mà được những cái dòng đời cao, giá mới, giá tốt mà độ mới cực kỳ cao nữa, là đó thực sự là một cái may mắn nha. Tại vì với cái độ mới như vậy thì nó chỉ thiếu cái hộp thôi, cái còn mà không khác gì mà hàng mới, không khác gì mà hàng mấy anh đập hộp. Gần như là nè, cái vỏ nè, không có vết chày xước hay vết gợn gì luôn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nụ gốc 8 giờ để mình xây cái viền bên dây bên trong. Và bởi vì đây là cái dòng phi công đó, pilot, cho nên là sao, nó sẽ có một số các thông số mà dân chuyên ngành thì họ mới dễ dàng họ đọc được. Ví dụ như là km nè, rồi trên đây là 45 lít đó, tiêu hao xăng nè, 70 fuel gì này kia đó. Thì mình là người dùng thì mình cứ đẹp lạ hiếm đọc giá tốt mình chơi thôi, chứ còn mà dân ở đây có ai mà phi công mà lên trên mạng mà mua hàng không? Siêu phẩm rồi cả nhà ơi. Rất là may mắn khi mà mình được sở hữu những cái con mà mới ken như vậy. Mà những cái mẫu như này là thị trường hàng si cũng không có nhiều đâu. Em bán nhiều mà em biết. Nếu có những cái kênh khác bán cũng rất là mắc. Ở đây em dự bán là 3 triệu chẳng. Made in Japan nè, ok chưa? Con này thì em Dư cũng đã chỉnh lịch ngon lành cho cả nhà mình hết rồi. Ở đây nó sẽ có tổng cộng là 3 nụ chính và một cái nụ xoay vòng bên dây nữa, góc 8 giờ. Nụ chính của chúng ta là mình cổ chai, mình vặn ra, xong rồi mình rút nắp thứ nhất nè. Tháng 9 năm 2024 mà mình rút nắp thứ hai là nó sẽ cho mình chỉnh thời gian. Mình xoay cái đường phút, xoay ngược lại. Còn nếu mà để chỉnh giờ đó, chỉnh giờ ngày giờ thì mình sẽ ấn cái nụ này, rồi sau đó nó sẽ cho mình chỉnh thôi. Nói chung là cái dòng máy này nó rất là dễ chỉnh, có thể nói là dễ nhất trong tất cả mấy con Citizen luôn. Siêu mới rồi, dây thì cũng cực là dài, bèo cho mấy anh tay 18.5 vô tư luôn nha. Con này dây cũng còn dài nữa không, rất là to. Thậm chí nó còn cho hết cắt tất cả các mắt nè. Cho nên là tay nhỏ cỡ này cũng đeo được. Và thật ra là em Dư đang đeo đó. Đợt trước em Dư có một con. Con đó thì nó cũ hơn con này một chút, nhưng mà nó là dạng khí đờ mi đây nè. Thì cái con đó là em đeo mấy tháng trời. Nhưng mà dạo gần đây là sắp tới em chuyển nhà, cho nên là em bán bớt. Thứ nhất là mình có tiền xây sở, thứ hai là đỡ mang vét nhiều. Thành ra là mấy con này là hàng sưu tầm, gọi là hàng săn đó. Hàng săn của em đó, em lấy ra em bán dần đó. Rồi con này kích thước của nó sẽ chắc cỡ 42. Đây 42 đúng luôn. Và chiều dọc của con này nó chỉ có cỡ 48 thôi cả nha. Rất là dễ đeo nha. Tay em Dư 15 mà đeo được thì mấy anh cứ yên tâm. Nè, nằm ôm cổ tay luôn nè, hai càng vẫn không thoát ra khỏi cổ tay luôn, rất là dễ đeo. Con này là 3 triệu chẳng cả nhà. Em có cái nón mà em Dư mua hồi 6 năm trước, lúc mà em mới về Nha Trang. Nha Trang thì gần Đà Lạt. Hồi đó em mua cái nón này để lâu lâu mình đi chơi Đà Lạt thì mình đeo. Một cái nón thương hiệu là LS2 nè, rất là đắt tiền cả nhà ơi. Con này hồi đó em mua mới luôn là mấy triệu, 2 triệu mấy thì sao á. Đây mã của nó nè, FF366 Cyber. Thông số rất là đầy đủ. Con này á, ngoại hình ở bên ngoài cũng còn khá là mới cả nhà ơi. Đây không, ngầu không, kính nè. Ở đây á thì để lâu
thì có một số cái lớp da này nó bị bong chóc nè. Đây là do mình để lâu và hầu hết các cái sản phẩm khác có liên quan tới da thì đều như vậy thôi. À, đây tìm của nó nè. Thì cái này á là hồi đó em mua để em xài, cho nên là em sẽ mua cái size phù hợp với lại cái cỡ đầu của mình. Đó là size S cả nhà. Đó, cái này thì đó, racing handmade, có nghĩa là kiểu nón thiết kế dành cho đua xe đồ á. Và đây gọi là nón full face. Đó, mình đội lên là nó che hết cả cái đầu của mình, bảo vệ rất là tốt. Size nhỏ thôi nha, size S. Thành ra là mấy anh mình lưu ý cái chi tiết này. Đó. Dây cài thì mấy cái này thì vẫn còn nguyên vẹn, rất là mới. Em sẽ chụp thêm một số cái tấm hình chi tiết cho cả nhà mình chơi. À, đây có cái mẻ nè. À, giờ đời của nó là FFB66 nè. Nón này thì em để cho cả nhà mình là 400 nha. Đây rất là mới cả nhà ơi. Kính rồi, kính loại tốt á. Nói chung là những cái nón này là kiểu giống như thường là tay đeo á, chứ còn Việt Nam mình biết đeo. Hồi đó em thấy đẹp quá, với lại nó đang sale. Sale hình như 20% gì á, thôi mình mua đại mình đeo.